chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Địa ốc FT Home. Thì hôm nay Toàn đang có mặt tại dãy nhà của dự án Fighter House của bên Toàn. Thì để nói sơ về căn nhà này thì trước đó Toàn đã có review qua một vài lần rồi, nhưng mà lúc đó là căn nhà nó chưa hoàn thiện, mới hoàn thiện được 99% thì còn hơi bừa bộn. Thì hôm nay Toàn ở đây để review lại cho các khách hàng, để các khách hàng có thể thấy tổng thể hơn về cái căn nhà này khi nó được hoàn thiện và khi nó được sạch đẹp 100%. Thì trước khi đi vào trong căn nhà thì Toàn xin giới thiệu. Thì đây là vị trí của căn nhà, thuộc đường lên đất Đồng Tâm, Phước Vĩnh, cách khu công nghiệp Cầu Tràm khoảng 1.5 cây. Thì khách hàng có thể đây là lộ giới cái đường trước nhà, là gồm hiện tại đang có chỗ là 8m và có chỗ là 6m. Thì con đường này có thể được mở thêm tới tận 22m lận. Thì hiện tại là xe tải, xe ben đi rất là bình thường luôn. Thì quý khách hàng có thể thấy trước nhà bên Toàn đây có xây một khoảng sân rất là rộng. Quý khách hàng có thể dùng khoảng sân này để kinh doanh buôn bán hoặc là đậu xe cũng được. Thì đó là về phía vị trí và tổng thể phía trước căn nhà. Thì bây giờ Toàn xin mời quý khách hàng vào trong, đi sâu vào trong căn nhà. Thì như quý khách hàng có thể thấy trước khi vào căn nhà thì chúng ta sẽ có một cái cổng rất là chắc chắn. Thì tông màu của cổng được làm bằng màu vàng và màu trắng, nhìn quý khách hàng nhìn nó có vẻ là rất là sang trọng, kiểu cổ điển. Thì phía cái cổng thì chúng ta sẽ có hai cái chỗ cổng này, quý khách hàng có thể nhìn thấy là nó rất là chắc chắn luôn. Đây là căn nhà mình trở lên là cứng cáp luôn. Thì đi vào phần trước căn nhà, quý khách hàng có thể thấy là bên Toàn đã lát toàn bộ mặt sân đều là gạch nhám chống trơn trượt, tặng quý khách hàng một cái độ ổn định an toàn khi đi lại vào khi trời mưa hoặc là khi xài có nước. Đặc biệt hơn thế thì phía bên hai bên vách ngăn của căn nhà, bên Toàn đã lát gạch cao tới 1m, 1m2 để cho quý khách hàng phía trước căn nhà trở nên sạch sẽ hơn. Thì khi mình vào căn nhà, quý khách hàng có thể thấy là bên Toàn đã lắp cho quý khách hàng một cái khung cửa hợp kim sắt như này, thì là chống han rỉ và kính cường lực, làm cho căn nhà trở nên chắc chắn và cứng cáp. Đi sâu vào trong phòng khách, quý khách hàng có thể nhìn thấy là một cái phối cảnh màu của phòng khách là màu trắng và màu xám. Thì quý khách hàng khi nhìn vào trong căn nhà này, khách hàng có thể thấy đấy là một khoảng màu mà chúng ta dường như là nghĩ đến là cái màu đá, khách hàng làm cho căn nhà trở nên nó cứng cáp hơn, nhưng mà lại không thiếu đi cái sự sang trọng của căn nhà. Đặc biệt hơn là bên Toàn, tất cả các căn nhà bên Toàn đều được ốp gạch cao tới 1m2 ở bên tường đây này. Quý khách hàng có thể thấy là khi căn nhà có trẻ nhỏ hoặc là bị vương bẩn lên, quý khách hàng cần dùng rẻ lau qua là sạch, không cần phải sửa hoặc sơn lại. Thì phong cách bên Toàn được trang trí một cách bán cửa điểm, quý khách hàng nhìn lên lan phần bên trên với một bê tông màu là màu tím và một cái đèn chùm là màu hình hoa sen màu hồng, làm căn nhà trở nên sang trọng hơn. Mọi chi tiết căn nhà của bên Toàn là một cách tỉ mỉ chắc chắn, yên tâm về cái phần này. Thì đó là phòng khách. Thì ta xin mời khách đi về phía sau căn nhà, chúng ta nhìn qua phòng bếp. Thì hiện tại căn nhà của bên Toàn đang có diện tích là 4.3 x 16.9, rất là rộng luôn. Nên là phòng khách đã rộng rồi, phòng bếp có thể là không rộng được, khách hàng thấy. Thì cái không gian phòng bếp này rất là rộng rãi luôn. Và hầu như bên Toàn lắp đặt toàn bộ mặt đá hoa cương đen, quý khách hàng. Căn nhà bên Toàn cũng làm như vậy hết, làm cho cái không gian bếp trở nên chắc chắn. Đặc biệt hơn thế thì cái phần bên trên của cái không gian bếp là bên Toàn có lắp đặt một bộ tủ như này. Thì đây là bộ tủ gỗ, thì trên thị trường bây giờ cũng giá rất là cao, rất là chắc chắn, thì giúp quý khách hàng khi về ở có thể sử dụng ngay được và không cần phải mua thêm. Những cái tủ như này quý khách hàng có thể dùng được để bát đũa hoặc là dụng cụ của gian bếp. Ở đây nữa, dưới gầm bếp đấy Toàn cũng có lắp đặt sẵn tủ với khách hàng. Quý khách hàng có thể làm tiết kiệm để khi khách hàng để đồ dùng vật tư của căn nhà. Thì đó là không gian phòng bếp. Đặc biệt hơn thế nữa thì cũng như bao căn nhà khác, bên Toàn có lắp một phòng vệ sinh ở phía sau căn nhà. Thì phòng vệ sinh này rất là rộng rãi luôn. Quý khách hàng có thể thấy là phía bên trong căn phòng vệ sinh được bên Toàn là ốp gạch trên tường cao khoảng 2m như này. Thì toàn bộ là vòi hoa sen, tắm rửa và bồn vệ sinh cũng được bên Toàn lắp đầy đủ hết. Quý khách có thể thấy khi Toàn đứng trong đây, không gian nhà vệ sinh nó rất là rộng rãi luôn, làm cho quý khách nó không có cảm giác chật chội. Đặc biệt hơn thế, trên cái cửa phòng vệ sinh bên Toàn lắp đặt một cái lỗ thông gió, thì để cho cái quý khách khi mình sử dụng cái phòng vệ sinh này nó không có bị bí tắc.
Thì đó là vừa rồi là tổng thể toàn bộ tầng trệt căn nhà. Thì quý khách người thấy là tầng trệt căn nhà bên toàn là được lắp đặt đầy đủ tông màu xám và trắng, làm căn nhà trở nên hiện đại hơn, với một phòng khách lớn và một phòng bếp lớn thích hợp cho một gia đình ở từ 8 người đến 10 người sống. Thì căn nhà hiện tại là có công năng một trệt và hai lầu. Thì quý khách cũng thấy thì toàn xin mời quý khách đi lên lầu 1 để xem trên lầu 1 những gì. Trước khi đi lên lầu 1 thì Toàn sẽ giới thiệu với khách hàng thì là mọi thứ của căn nhà bên Toàn đều được làm bằng gỗ, kể cả cầu thang và cửa phòng ngủ. Nội thất của căn nhà làm bằng gỗ. Như quý khách hàng thấy vừa nãy Toàn có giới thiệu qua cái bếp của bên Toàn thì cũng được làm bằng gỗ hết. Thì vật liệu gỗ này là vô cùng chắc chắn làm căn nhà trở nên hiện đại hơn. Thì với cái mức giá như này thì hiện tại thì trên khu vực này thì rất ít căn nhà nào mà có nội thất làm bằng gỗ như bên Toàn. Hầu như họ toàn làm bằng kim nhôm thôi. Nên là quý khách hàng có thể là cân nhắc khi mà đi xem căn nhà và những căn nhà khác để so sánh xem cái chất lượng của căn nhà như nào. Thì bây giờ tôi xin mời quý khách hàng trên lầu 1. Thì như quý khách hàng thấy đây là cái tổng không gian của phòng 1, lầu 1 của căn nhà. Khi đến lầu 1 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Bên phòng ngủ bạn có ban công, quý khách hàng có thể thấy là đây có một nhà vệ sinh. Cũng như phần bên dưới với diện tích như vậy thì cũng được bên Toàn lắp bồn vệ sinh, lavabo và lát đá cao tới hơn 2 mét để cho căn nhà trở lên nó sạch sẽ hơn. Thì phía bên đây vừa rồi Toàn có giới thiệu thì là nội thất bên Toàn đều bằng gỗ, quý khách hàng thấy căn cửa phòng ngủ đều bằng gỗ chắc chắn, làm căn nhà trở nên hiện đại hơn. Thì căn nhà này là các phòng này là có một cái ban công nhìn ra phía trước khu dân cư, rất là có thể đón ánh nắng và gió vào phía hàng đường đấy. Khu dân cư bên ngoài rất là đông đúc luôn. Hiện tại khu vực này là dân cư đầy đủ bếp và rất đông đúc. Thì quý khách hàng khi mua về đây có thể sử dụng căn nhà để lợi dụng cái phần sân trước, quý khách hàng để kinh doanh buôn bán các mặt hàng như thức ăn hoặc là đồ ăn sẵn cũng được. Thì để nói thêm về căn phòng này, quý khách hàng thấy là căn phòng này bên Toàn nó được lắp ra không trần như cái tầng 1, làm căn phòng trở nên nó mát mẻ, sạch sẽ hơn, hiện đại hơn. Tất cả các căn phòng được bên Toàn lắp nền ngủ như này. Thì ổ điện và đường nước cũng sẽ là đường âm hết. Thì phía sau căn nhà sẽ có thêm một cái phòng nữa. Thì cái phòng này sẽ rộng cái phòng kia. Thì Toàn tính đâu có cái phòng này ở trên đó đấy. Khoảng 15 mét vuông. Rất là rộng với cả. Trong căn phòng này tất cả các căn nhà trên Toàn đều được lắp cái đường ống, đường điện điều hòa. Quý khách hàng mua thì lắp điều hòa là dùng ngay, đặc biệt hơn căn phòng này có một nhà vệ sinh bên trong. Nhà vệ sinh này là sinh riêng tư, khách hàng có thể sử dụng cho căn phòng này như là chủ nhà, gia chủ căn nhà sử dụng phòng này để ở. Nhà vệ sinh này là vệ sinh riêng tư cũng được đấy. Hơn thế nữa, căn nhà này có một điểm mạnh là bên Toàn có xây một cái đường thông gió lên trên, có thể hút gió vào tất cả các phòng của căn nhà. Khi quý hàng đứng đây mà khi nào gió nổi lên, các quý hàng sẽ cảm thấy là cái không gian gió lùa vào căn nhà rất là mát luôn. Thì đó là điểm mạnh của căn nhà này. Thì hiện tại cái lầu này đang có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Quý khách hàng có thể thấy toàn bộ mọi nội thất phòng ngủ của căn nhà đều được toàn làm bằng gỗ với mức giá vô cùng hợp lý luôn. Quý khách hàng có thể thấy. Thì đây là lầu 1. Thì bây giờ toàn xin mời quý khách hàng đến trên lầu 2 để xem cái lầu 2 có diện tích và công năng như nào. Thì đây là không gian của cái căn phòng trên lầu 2. Thì nếu có ban công bố thì nhìn ra phía trước thì căn lầu 1. Quý khách có thể thấy những cái gian phòng này sẽ được rộng hơn. Quý khách sử dụng cái căn phòng này làm phòng thờ gia đình chẳng hạn. Với diện tích như này, quý khách có thể dùng làm phòng thờ, phòng trang trí hàng ngày. Quý khách có thể ra đây ngồi là dưới sofa đây ngồi nhìn ra phía bên ngoài, không gian bên ngoài kia nhà dân và những cảnh bên ngoài. Thì đó không gian của cái căn phòng có ban công ở trên lầu 2. Thì phía sau đây cũng sẽ có một phòng nữa. Thì quý khách có thể thấy cái căn phòng này khách hàng có thể dành cho trẻ nhỏ với diện tích rất là vừa phải, tầm đâu đó là 9 mét vuông. Thì căn phòng này rất là rộng, nó được lắp đặt đầy đủ hết tất cả thứ đèn điện và đường dẫn dây điều hòa, quý khách có thể dùng về sử dụng ngay cũng được. Đặc biệt hơn thế nữa, trên lầu 2 của căn nhà bên Toàn có cho để ra trừ ra một khoảng để xây cái phần sân sau.
quý khách hàng có thể là sử dụng đặt máy giặt ở đây hoặc là làm chỗ phơi đồ đây cũng được, rất là rộng rãi. Ở đây quý khách hàng nhìn ra phía bên ngoài kia thì dân cư đông đúc, phía bên kia sẽ có một cái biệt thự, xung quanh đều là biệt thự và nhà dân, à, biệt thự vườn như quý khách hàng, rất là thoáng mát. Và hơn thế nữa thì phía sau đây còn có nhà một vệ sinh nữa thì cũng đã được lắp đặt đầy đủ với hệ thống như là bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, lavabo và hoa sen đầy đủ hết. Quý khách hàng thấy thì căn nhà này đang được bên Toàn thiết kế theo cái kiểu phong cách phía bên ngoài là bán cổ điển, rất là sang trọng. Với cái mức giá mà chưa tới mà 2,5 tỷ một quý khách hàng có thể sử dụng một cái căn nhà, sở hữu một căn nhà với công năng là một trệt, một hai lầu, một phòng khách, một phòng bếp và bốn phòng ngủ, bốn nhà vệ sinh, thì quý khách hàng còn trông chờ gì nữa vào những cái trông chờ gì nữa mà không nhanh tay mà nhấc máy gọi điện cho Toàn để làm tư vấn. Thì hiện tại bên Toàn đang có rất nhiều dòng sản phẩm với mức giá nhé, thấp hơn 2 tỷ, từ 1,5 tỷ đến 1 tỷ, từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ. Bên Toàn còn có những cái dòng sản phẩm thiết kế như này nhưng mà một trệt một lầu nằm ngay phía mặt đường với mức giá rẻ hơn căn này. Nếu quý khách hàng mà ví dụ nhà quý khách hàng là ít nhân khẩu có thể chọn căn nhà một trệt một lầu phía bên Toàn để vì nếu quý khách hàng trong thời gian đây cũng cận Tết rồi thì quý khách hàng muốn mua sản phẩm để về ở ngay thì hãy liên hệ với Toàn. Đặc biệt thêm thế nữa, bên Toàn đã có rất nhiều chính sách cho căn nhà này. Ví dụ như là nếu quý khách hàng chưa về ở ngay thì bên Toàn sẽ hỗ trợ quý khách hàng cho thuê căn nhà này với mức giá 6,5 triệu trong vòng 1 tháng. Với trong vòng khoảng 10 tháng thì với mức giá 6,5 triệu quý khách hàng có thể mang về cho mình là khoảng 70 triệu hoặc là 70 triệu rồi. Thì nếu mà quý khách hàng muốn mua cọc căn nhà này trong vòng 24 giờ, bên Toàn cũng sẽ tặng cho quý khách hàng một chỉ vàng nữa. Đặc biệt hơn thế, là khi quý khách hàng mà xem kênh YouTube của bên Toàn mà tặng cho bên Toàn một like, một subscribe kênh và mua trực tiếp sản phẩm này bên kênh YouTube của Toàn sẽ được bên Toàn tặng cho nó một chỉ vàng nữa. Thì đó là những ưu đãi hấp dẫn bên Toàn đem lại cho quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về gì về sản phẩm mà muốn biết thêm thông tin về nhiều sản phẩm khác hãy liên hệ với Toàn qua số 0949698731. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.